Hello các bạn, hiện tại thì ở đây dưới mỗi video Tiên thấy có rất là nhiều bạn comment nè. Chị ơi, vừa code vừa chơi game thì xài laptop nào được à? Học xây dựng thì xài laptop nào được vậy chị? Chị ơi, em vừa đậu vào ngành điện điện tử thì nên mua laptop nào vậy ạ? Trong video ngày hôm nay, Tiên sẽ không trực tiếp trả lời những cái comment đó cho các bạn đâu, mà sẽ nhờ những cái nhân vật thật là đặc biệt để trả lời cho các bạn trước tiên nhé. Và bây giờ cùng theo chân Tiên đi đến địa điểm đó thôi nào. Hello các bạn, hiện tại thì Tiên đang có mặt tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Lý Thường Kiệt quận 10. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng Tiên đi vào trong khám phá xem các bạn sinh viên học tại Bách Khoa đang sử dụng những chiếc laptop nào và các bạn có nhu cầu với những chiếc laptop như thế nào nhé. Đi thôi. Tới đây thì mình thấy một cái nhóm bạn sinh viên đang làm bài tập về trắc địa, nên mình bắt cóc được bạn vô đây để trả lời phỏng vấn cho mình. Chào em, hiện tại em tên gì và đang học ngành nào ha? Dạ em tên Minh, em học ngành xây dựng dân dụng. Em tên Dương, em đang hiện đang học xong ngành kỹ thuật tàu thủy và hàng không. Em tên là Đông Triều, hiện tại em đang học kỹ thuật xây dựng của Bách Khoa và đang là năm sinh viên năm 2 ạ. Wow, nữ học xây dựng luôn. À, chị nghĩ là trong lớp em chắc chắn em là có phải là nữ duy nhất không? Dạ, khóa em vẫn còn 2-3 bạn nữ nữa. Em tên là Trần Tấn Anh, sinh viên K19 khoa kỹ thuật xây dựng của chương trình chất lượng cao. Dạ, em là Trần Minh Đại. Hiện tại thì em học ngành xây dựng và em đang có đang sử dụng chiếc laptop nào hay không? Dạ có, em đang sử dụng laptop của Dell ạ. Có biết rõ đó là tên gì và cấu hình như thế nào không? Laptop đó hình như là gaming. Hình như là em quên mất cái cái rồi. Không sao, không sao. Em mua hồi năm nhất, hình như là G5. Gaming G5 ạ. Em đang xài laptop của Lenovo. Em có biết rõ về thông số cấu hình của laptop đó không? Dạ biết ạ. Em có thể nói cho các bạn, chị và các bạn ở đây biết không? Laptop em đang dùng là Lenovo Yoga 9. Sử dụng chip Intel thế hệ 12, i7 và RAM 16GB. Cùng với SSD là 1TB. Intel thế hệ thứ 12 thì chắc chắn đây là chiếc laptop mà bạn mới mua gần đây đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em đang dùng Zephyrus M502 Go. Yeah. Vậy thì chiếc laptop của em có cấu hình như thế nào? Dạ Intel i7 thế hệ 10 với card RTX 1660 Ti. Yeah. Asus ROG. Dạ em cũng vậy luôn, Asus ROG. ROG Strix. Sai cặp luôn. Dạ. Rồi cấu hình có cặp không ta? Về cấu hình đó. Dạ em là i7 Gen 10. Còn có em thấp hơn i5. Thì ngành của bạn hiện tại đang học á, sử dụng những cái phần mềm nào ha? Hiện tại thì tới năm 3 thì em chỉ sử dụng những phần mềm tính toán cơ bản như là MATLAB với lâu lâu thì em sử dụng thêm Adobe với Premiere. Dạ, AutoCAD và Revit gì? AutoCAD với Revit. Em sử dụng của Official với lại về chuyên ngành thì em sẽ sử dụng AutoCAD, Revit để vẽ cho xây dựng. Em có chơi game luôn không? Lâu lâu có một chút ạ. Thì hiện tại thì em thấy cái chiếc laptop của mình sử dụng nó như thế nào? Nó có phục vụ tốt cho công việc của em không? Dạ, hiện tại thì tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn phục vụ tốt cho việc học của em. Tại vì em sử dụng gaming là để thường thì người ta nghĩ là chơi game nhưng mà đúng em dùng để vẽ nhiều hơn. Đúng rồi. Tại vì laptop gaming thì thường nó sẽ có cái cấu hình mạnh mẽ. Nhưng mà bị một cái là laptop gaming thường nó sẽ hơi nặng một chút. Đúng rồi, đúng rất không? Là nặng. Và em là con gái nữa cho nên em có cảm thấy nó bất tiện khi mà mình phải đem một chiếc laptop gaming đi học không? Dạ có, vác nó như đang tập tạ trên người. Nhưng mà các bạn có thường phải đem laptop gaming đến trường để chúng ta làm bài tập hay không, hay là chỉ sử dụng chủ yếu ở nhà thôi? Đa phần là sử dụng ở nhà, tại vì ở trường vẫn có máy để cho sinh viên thực tập trên máy. Dạ, đối với chiếc Yoga 9 thì sử dụng khá tốt những phần mềm vừa rồi bởi vì nó có cấu hình mạnh và đương nhiên là nó phục vụ tốt nhu cầu của em là mỏng nhẹ nữa. Dạ, cấu hình hiện tại thì em thấy nó chạy cũng còn mượt lắm chị. Nó chưa có cần cải thiện. Còn em thấy cái dòng của em nó
ở dưới nó hơi bị còn giật giật đó chị. Em hay bị cãi quýnh lại nhiều lần đó. Là vẫn còn chưa được mấy. Nó phục vụ tốt vừa đủ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn. Nãy giờ đi dạo quanh một vòng Bách Khoa thì mình thấy thực sự Bách Khoa nó rất là rộng luôn các bạn, đi mỏi cả chân luôn. Mình thấy một cái điều rất là hay ở trường Bách Khoa đó là mỗi ngành sẽ chia ra làm một cái khu vực khác nhau. Và vừa rồi là chúng ta cũng đã được nghe các bạn sinh viên nói về những chiếc laptop mà các bạn xài và nhu cầu sử dụng chiếc laptop như thế nào. Thì trong video này tiếp theo Tiên sẽ giới thiệu cho các bạn những chiếc laptop phù hợp với sinh viên khối ngành kỹ thuật nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Tổng quan chung thì các bạn đang học về các khối ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin, các bạn sẽ cần một cái chiếc laptop có cấu hình đủ mạnh để cho các bạn có thể làm về các phần mềm học tập. Thì tiêu chí cho những cái chiếc laptop đó, đầu tiên là về con chip, nó sẽ sử dụng con chip từ Intel i5 trở lên và nó cũng sẽ đảm bảo từ cái mức RAM tối thiểu là 8GB và cái mức SSD tốt nhất là từ khoảng 512GB SSD trở lên. Và ở đây Tiên sẽ có 3 sự gợi ý chiếc laptop cho các bạn có thể lựa chọn và chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiếp video này nhé. Là chiếc laptop đầu tiên phải kể đến là Lenovo ThinkPad M14 Gen 3. Đây là một cái chiếc laptop có thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu cho các bạn học về các khối ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin, bởi vì nó sẽ đem đến sức mạnh từ bộ vi xử lý AMD 5000 series và có một cái màn hình vô cùng đẹp sắc nét, thêm vào đó là đạt độ bền chuẩn quân đội và một cái bàn phím gõ tốt nữa. Lenovo ThinkPad M14 Gen 3 đã có rất là nhiều sự cải tiến về thiết kế. Chúng ta có một chiếc laptop mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng mà vẫn giữ những cái nét đặc trưng của cái dòng ThinkPad. Ở cái chiếc ThinkPad M14 Gen 3 này, chúng ta có một cái chiếc máy có kích thước màn hình là 14 inch, đi kèm với đó là tấm nền IPS độ phân giải Full HD và độ bao phủ màu lên tới 100% sRGB, cho chúng ta một cái màn hình có chất lượng hiển thị vô cùng đẹp và vượt ngoài mong đợi luôn. Lenovo ThinkPad M14 Gen 3 có hiệu năng mạnh mẽ với bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 5500U, có tới 6 lõi 12 luồng, 8GB và 512GB SSD M2 siêu tốc, giúp chạy đa nhiệm mượt mà, tốc độ khởi động mở ứng dụng nhanh chóng. Với mức cấu hình này thì sẽ thừa sức cân các tác vụ văn phòng cơ bản, chơi game nhẹ nhàng, kể cả làm các phần mềm học tập thiết kế. Một cái điểm nổi bật nữa của các em máy này là có một cái bàn phím gõ cực kỳ sướng và mình cam đoan là sẽ khó có một cái chiếc laptop nào trong cùng tầm giá mang đến cho mình một cái phần bàn phím hoàn thiện đến như vậy. Và thêm vào đó nữa, ở cái chiếc laptop này cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết cho nhu cầu sử dụng của các bạn. Và chiếc laptop thứ hai phải kể đến chính là Asus Vivobook A1503ZA. Và theo mình thấy, đây là một chiếc laptop nổi bật nhất trong phân khúc ở thời điểm hiện tại và nó mang những cái nét xu hướng mà những chiếc laptop tương lai hướng đến. Bởi vì ở cái mức giá 19 triệu chúng ta đã có được cái màn hình OLED cùng với đó là bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 mới nhất cho hiệu năng vượt trội luôn. Asus Vivobook A1503ZA là một chiếc laptop hoàn toàn có thể đồng hành cùng các bạn sinh viên học về kỹ thuật và công nghệ thông tin. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 12500H thuộc thế hệ thứ 12 mới nhất, có tới 12 x 16 luồng, tốc độ bus 4.5GHz, cho hiệu năng vô cùng tuyệt vời. Kể cả những công việc chuyên nghiệp đòi hỏi cấu hình cao, máy vẫn hoạt động hết sức mượt mà. Ngoài ra laptop còn đi kèm 8GB DDR4 và 512GB SSD M2 cho tốc độ và năng suất cao nhất. Nhưng mà chưa hết, ở chiếc laptop này nó còn có một cái màn hình hết nước chấm với kích thước màn hình là 15.6 inch độ phân giải Full HD, đi kèm với đó là tấm nền OLED độ sáng lên tới 600 nits, độ bao phủ màu lên tới 100% DCI-P3, cho chúng ta một cái màn hình có chất lượng hiển thị vô cùng sắc nét, những màu đen nó có chiều sâu. Và khi mà các bạn học tập làm việc trên một cái tấm nền đẹp như vậy, nó cũng sẽ mang đến cho chúng ta nhiều nguồn cảm hứng hơn nữa. Và một cái điểm đặc biệt nữa của cái chiếc Asus Vivobook A1503ZA này là cái phần webcam của nó không chỉ mang đến hình ảnh đẹp sắc nét mà nó còn có chế độ giảm nhiễu và thêm vào đó là các hiệu ứng hình ảnh để cho hình ảnh của mình luôn xuất hiện trong trạng thái rạng rỡ kể cả điều kiện thiếu sáng. Và một chiếc laptop nữa là một chiếc laptop gaming MSI GF6310SC mã là 481VN. Đây là chiếc laptop gaming đáng mua nhất ở các phân khúc dưới 20 triệu khi mà nó sở hữu cái sức mạnh đến từ bộ vi xử lý Intel Core i7 10700H, đi kèm với đó là card đồ họa RGX 1650.
hiệu năng xuất sắc đủ sức để MSI GF63 Thiên chạy mượt mà các phần mềm học tập, làm việc, chơi tốt hầu hết mọi tựa game hiện nay. Laptop có kích thước 15.6 inch, độ phân giải Full HD sắc nét, tấm nền IPS. Màn hình của MSI GF63 Thiên này không chỉ hiển thị đẹp, sống động mà còn có tần số quét lên tới 144Hz. Trải nghiệm giải trí, làm việc sẽ được nâng lên tầm cao mới khi mà hình ảnh mượt mà hơn, đặc biệt là khi chơi các tựa game bắn súng đòi hỏi FPS cao, mình có thể bắt kịp mọi hành động của đối thủ. Điểm mạnh của em máy này là sở hữu một thời lượng pin trâu có thể sử dụng lên đến 7 tiếng đồng hồ. Và thêm vào đó nữa, MSI GF63 Thiên là một chiếc laptop gaming nhưng mà chỉ vỏn vẹn có 1.86kg và độ dày chỉ có 2.2cm thôi. Và vừa rồi là ba sự gợi ý về các chiếc laptop mà các bạn tân sinh viên theo các khối ngành về kỹ thuật công nghệ thông tin có thể cân nhắc lựa chọn. Và hy vọng rằng các bạn sẽ chọn được cho mình một chiếc laptop phù hợp, phục vụ tốt cho nhu cầu học tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.